Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía tây, vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới là Việt. Trong chiến dịch thu đông 1953-1954, Pháp tập trung tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, một lực lượng quân sự lớn với 16.200 lính và nhiều vũ khí mạnh, bố trí thành 3 phân khu Bắc, Trung, Nam với 49 cứ điểm, huy động toàn bộ lính dù và 40% lực lượng cơ động tinh nhuệ nhất của Pháp ở Đông Dương. Sau khi phân tích tình hình các chiến trường, Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch chia làm 3 giai đoạn. Đợt 1 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đợt 2, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm, thắt chặt vòng vây, chia cắt và liên tục tiến công, kiểm soát sân bay Mường Thanh. Sau đợt tấn công thứ hai, khu trung tâm Điện Biên Phủ đã nằm trong tầm bắn của các loại súng của ta. Quân địch rơi vào tình trạng bị động, mất tinh thần cao độ. Đợt 3, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch. Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Sau 55 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên, bắn rơi 62 máy bay, thu 64 ô tô và toàn bộ vũ khí đại đã toàn thắng, góp phần quyết định cho thành công của hội nghị Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.